Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Trong thời gian vừa qua cơ sở đồ gỗ đồ thời Lanh đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng đó là làm bàn thờ gia tiên chúng ta nên làm bằng chất liệu gỗ gì và kích thước như thế nào cho hợp lý và phù hợp với cái không gian phòng thờ gia tiên. Thì hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 Cơ sở đồ gỗ đồ thoải lành có là một video Quay lại bộ sản phẩm Đó là một chiếc bàn thờ gia tiên Mẫu triện phúc thọ hay còn gọi là ngũ phúc kim tiền Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Đoàn Ngoạn Anh đang sinh sống tại Nam Giang, Nam Trực, Nam Định Và trong video clip ngày hôm nay Chúng tôi cũng cập nhật các cái thông số kích thước của bàn thờ và cũng giải thích cho quý vị tư vấn về các cái không gian phòng thờ gia tiên chúng ta có thể đặt được các cái mẫu bàn thờ có kích thước hợp lý cho phòng thờ gia tiên của nhà mình chiếc bàn thờ này chúng tôi làm với thông số như sau chân là vuông 12 cm gọt đục lá tây mẫu triện ngũ phúc và ngũ phúc là gì và ý nghĩa của ngũ phúc như thế nào thì khác với cái quan điểm của khổng tử về ngũ phúc thì người Việt chúng ta có cái quan điểm, điểm rõ hơn và thực tế hơn về năm điều hạnh phúc trong ngũ phúc đó là phú quý thọ khang ninh phú là số 1 đó là giàu về tiền bạc và vật chất và quý là đài các sang trọng phong lưu thọ là sống lâu để hưởng phúc thọ đứng thứ ba thì trước hết chúng ta phải phấn đấu phú và quý sống lâu để hưởng phú quý khang tức là khỏe mạnh và ninh là sống yên ổn an lành, đó là về ý nghĩa của Ngũ Phúc và tại sao các cái con rơi rơi lại được mệnh danh đó là đứng thứ hai sau rồng. Thì rơi rơi đọc theo tiếng Hán đồng âm với chữ Phúc và người ta tin rằng thì rơi rơi sẽ đem lại các cái trường thịnh và thành công trong công việc. Và chữ Thọ nghĩa là sống lâu để hưởng phúc. Vì thế rơi rơi ngậm chữ thọ ý nói đó là biểu tượng của ngũ phúc ngũ phúc gồm có phú quý thọ khang ninh chúng tôi đã giải thích rất là tỉ mỉ trong các video quý khách hãy xem kỹ hết các video clip của chúng tôi có thể hiểu thêm về các cái ý nghĩa trên từng con vật được điêu khắc trên các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ do nghệ nhân hàng đầu gốc nghề tạo nên các cái sản phẩm tinh tế tới tay người tiêu dùng và kích thước của chiếc bàn thờ này như sau Chiều dài là 2m17 Thuộc cung số đỏ số đẹp thước phong thủy đó là tài lộc Và chiều sâu là 1m17 Thuộc cung tài đức và phúc tinh Chiều cao cũng là 1m17 Và một chiếc cấp có kích thước như sau Dài 2m17 Sâu 42 Và cao cũng là 17cm Đều thuộc cung số đỏ số đẹp 42 thuộc cung tài vượng và chân vuông 12 cm. Phần dạ là dày 4 cm. Phần vai là dày 5 cm. Và tiếp theo đây cơ sở sẽ giải thích các cái kích thước làm bàn thờ gia tiên tại không gian phòng thờ. Khác với các cái ngôi nhà chung cư, chúng ta sẽ làm kích thước khác. Kích thước ban thờ chúng ta có thể làm và tham khảo như sau. Chiều dài 1m53, chiều sâu là 1m07, 1m17 hoặc 1m27. Chiều dài là 1m67, 1m75, 1m97, 1m67 thuộc cung Thiên Phúc, 1m75 thuộc cung Thiên Khổ và 1m67 Thiên Phúc 1m75. 1m53 thì là thuộc cung Nghinh Phúc, 1m97 thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng, 2m17 thuộc cung Tài Lộc. Và nếu không gian của chúng ta rộng hơn nữa Chúng ta có thể làm tới 2m37 Hoặc là 2m6 Tùy vào cái không gian phòng thờ của chúng ta Có thể tham khảo các kích thước Để chúng ta có thể đặt Video này đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành Chiếc bàn thờ gia tiên đã được hoàn thiện màu cánh rán sáng PU bóng mờ 50 Công nghệ hoàn thiện tối tân nhất hiện nay của cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiện nay tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu đặt bộ bàn thờ gia tiên giống như như này. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái bộ sản phẩm mà quý khách muốn đặt hàng. Khi lên màu rất là đẹp trên nền là chất liệu gỗ gụ Lào 100% gỗ gụ lõi không có rác và khuyên quý khách nên làm chất liệu gỗ gì để làm ban thờ gia tiên thì hiện nay có chất liệu gỗ gụ gỗ mít và gỗ hương gỗ gõ đỏ chúng ta hạn chế làm gỗ rồi vì gỗ rồi nó co ngon rất là mạnh video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đồ gỗ đồ thờ hiện nay ở làng nghề La Xuyên và hiện nay dân dùng tới 99% đó là chất liệu gỗ gụ gỗ mít thì là rất ít và gỗ hương đá thì là mới đây gỗ hương đá thì nó có cái nhược điểm đó là nếu nhiều vân thì nó rất hay bị mốc vì thế mà liên quan đến vấn đề kinh tế nữa thì hiện nay dân dùng chúng ta sử dụng chất liệu gỗ gỗ tới 99 trong video clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu chiếc bàn thờ gia tiên mẫu như này kích thước trên 14 kính mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian có thể đăng ký kênh để theo dõi được các video clip mới nhất của chúng tôi qua video ngắn này chúng tôi có chia sẻ tới quý vị và các bạn các cái kinh nghiệm cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn